Xin chào tất cả mọi người, chào mừng mọi người đã đến với ngày hôm nay. Thì ở những cái video trước mình cũng đã giới thiệu cho các bạn những cái video kiến thức cơ bản về cái công cụ chỉ báo là Ichimoku, cũng như là cách kết hợp Ichimoku với cả Fibonacci để các bạn có thể tìm ra được những cái điểm vào lệnh thoát lệnh hợp lý. Thì trong cái video ngày hôm nay mình sẽ tiếp tục giới thiệu cho các bạn một cái sự kết hợp nữa mà mình cho rằng là rất đáng để các bạn quan tâm. Đó là sự kết hợp của Ichimoku và phân kỳ RSI. Thì chỉ số Ichimoku thực sự là một cái chỉ số cũng tương đối là toàn diện rồi. Tuy nhiên nếu như mà chúng ta biết cách kết hợp với những cái chỉ báo khác thì nó sẽ tạo ra cái hiệu quả cao rất là nhiều, cũng như là nó khắc phục được những cái ưu nhược điểm của nhau. Và trong ngày hôm nay thì mình sẽ giới thiệu cho các bạn về một cái sự kết hợp, đó là Ichimoku và RSI. Thì hy vọng là sau video này các bạn sẽ có thêm được một cái chiến thuật giao dịch hiệu quả. Đối với các bạn nào mà mới xem kênh YouTube của mình thì các bạn có thể tham khảo cái nhóm Telegram. Thì kênh của chúng ta có một nhóm Telegram chuyên sâu về tín hiệu và phân tích kỹ thuật. Thì các bạn hoàn toàn có thể join vào nhóm này và nhận được sự giúp đỡ của mình và từ admin. Thế đây là một cái nhóm hoàn toàn free mình mở ra để với cái mong muốn là giúp mọi người có một cái cộng đồng để trao đổi chuyên sâu về cái công việc trading. Thì các bạn có thể tham khảo cái hướng dẫn đăng ký tham gia vào nhóm ở phần mô tả của video, và nếu như các bạn cảm thấy phù hợp thì mình rất là welcome các bạn tham gia, đúng không ạ? Ok, bây giờ chúng ta sẽ cùng quay trở lại với chủ đề chính của video ngày hôm nay. Về chỉ báo Ichimoku và RSI phân kỳ thì mình đã có những cái video cụ thể nói riêng về từng công cụ này rồi. Tuy nhiên ở trong video là bài học ngày hôm nay thì mình muốn nhắc lại một chút để mà chúng ta có nắm rõ hơn về cái nền tảng của cái chiến lược giao dịch trong ngày hôm nay. Đầu tiên thì với chỉ báo Ichimoku thì đây là một trong những cái phương pháp phân tích kỹ thuật được xây dựng trên cái biểu đồ nến để mà cải thiện được cái độ chính xác cũng như là dự đoán về những cái biến động về giá. Ichimoku Kinko Hyo là một cái hệ thống xác nhận cái xu hướng dựa trên đường trung bình động Moving Average, và biểu đồ sử dụng Ichimoku chứa nhiều dữ liệu hơn so với một cái biểu đồ thông thường. Chính vì vậy mà nó giúp chúng ta nhìn thấy thị trường một cách toàn cảnh hơn và về cái hành động giá. Có thể nói là Ichimoku là một cái chỉ báo tất cả trong một và toàn diện nhất, và rất là nhiều các trader muốn sử dụng thành thục cái chỉ báo này. Đây là một cái chỉ báo gồm rất là nhiều thành phần, và trong đó thì cái thành phần có vai trò xác định được xu hướng, mức hỗ trợ kháng cự và những cái điểm thoát lệnh vào lệnh một cách rất là cụ thể. Chính vì những cái điều đó mà Ichimoku có thể hoạt động như là một hệ thống giao dịch độc lập, và cũng là cái điều mà khiến Ichimoku trở nên khác biệt so với những cái chỉ báo khác. Tuy nhiên thì để tăng mức độ tin cậy của tín hiệu thì kết hợp Ichimoku với các loại chỉ báo khác vẫn là điều mà chúng ta nên làm. Ở trong video ngày hôm nay thì chủ yếu chúng ta sẽ dùng tín hiệu cắt nhau của hai đường là Tenkan-sen và Kijun-sen. Chính vì vậy mà các bạn có thể tắt bớt những cái thành phần khác của đám Ichimoku đi để mà cho đỡ rối mắt khi mà các bạn thao tác. Còn đối với RSI thì là một cái chỉ báo động lượng dùng để đo cái mức độ thay đổi giá gần nhất, và các tín hiệu của RSI thì thường đi trước giá. Một trong những cái phương pháp sử dụng RSI kinh điển là dùng nó để mà xác định những cái tín hiệu phân kỳ, và đây cũng sẽ là cái phương pháp mà chúng ta dùng trong cái ngày hôm nay kết hợp với cả đám mây Ichimoku. Theo lý thuyết thì phân kỳ RSI chính là hiện tượng cho chúng ta biết giá và RSI đang không đi cùng hướng. Phân kỳ dương là hiện tượng khi mà giá giảm tạo thành đáy sau thấp hơn đáy trước, tuy nhiên thì chỉ báo lại tạo thành đáy sau cao hơn đáy trước. Còn ngược lại, phân kỳ âm ấy là hiện tượng giá tạo ra đỉnh sau cao hơn đỉnh trước, trong đó thì chỉ báo lại tạo ra đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Vì vậy mà ưu điểm của phân kỳ RSI là cho phép chúng ta xuất hiện sớm cái dấu hiệu yếu đi của xu hướng hiện tại, nhưng nó lại có cái điểm yếu lớn là không chắc chắn về cái sự đảo chiều của giá trong tương lai. Nhược điểm này của phân kỳ RSI có thể khiến quyết định vào lệnh của chúng ta trở nên vội vàng và có thể dẫn tới phô lỗ. Do đó thì sẽ là rất là tốt nếu như chúng ta biết cách kết hợp Ichimoku và chỉ báo phân kỳ RSI, thì nó sẽ loại bỏ hai cái nhược điểm của chỉ báo này. Và về cơ bản thì việc sử dụng cái chỉ báo phân kỳ RSI sẽ giúp cho chúng ta xác định được cái xu hướng trên thị trường, trong khi sự giao cắt của đám mây Ichimoku khiến cho chúng ta tìm ra được điểm vào lệnh. Đây chính là bản chất của cái chiến thuật mà mình muốn giới thiệu với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Việc tận dụng tối đa những cái ưu điểm của cả hai chỉ báo thì sẽ giúp cho chúng ta đi đúng hướng của thị trường, đúng cái xu hướng của thị trường, từ đó có thể đem lại cho chúng ta những cái tín hiệu giao dịch thật là chính xác và mang lại những cái lợi nhuận nó tốt hơn. Để mà có thể cụ thể về chiến lược giao dịch ngày hôm nay thì chúng ta sẽ bắt đầu với một cái ví dụ trên đồng Bitcoin. Nhìn vào chart đồ thị trên màn hình thì các bạn có thể thấy rằng là giá đang trong một cái xu hướng giảm ngắn hạn với sự xuất hiện của các đáy sau thấp hơn đáy trước, đúng không ạ? Trong chiến lược này thì bước đầu tiên mà chúng ta cần làm đó chính là xác định sự phân kỳ của thị trường bằng cách là sử dụng chỉ báo RSI. Mở chỉ báo RSI lên thì chúng ta thấy rõ ràng là có một cái tín hiệu với chỉ báo RSI, đó chính là chỉ báo này đang có một cái xu hướng tạo đáy sau cao hơn đáy trước. Xu hướng này thì đi trái ngược với xu hướng giá của chúng ta vừa quan sát. Điều này thì xác nhận một điều rằng đây chính là hiện tượng phân kỳ âm trên RSI,
và xu hướng giảm hiện tại đang yếu dần đi. Tuy nhiên thì như mình đã chia sẻ ở phần đầu video thì tín hiệu RSI phân kỳ không đồng nghĩa với việc chắc chắn là xu hướng sẽ đảo chiều. Để mà xác nhận tín hiệu giá đảo chiều thì chúng ta cần quan sát hai đường, đó là Tenkan-sen và Kijun-sen. Như mình đã đề cập tới ở trong video nói về Ichimoku phần 1 thì sự giao nhau của hai đường này chính là một cái tín hiệu có độ tin cậy cao giúp chúng ta có thể xác định được cái điểm vào lệnh. Và đúng vào cái thời điểm đó thì các bạn có thể thấy là đường Tenkan bắt đầu đâm thủng đường Kijun màu xanh dương. Điều này thì xác nhận tín hiệu phân kỳ âm vừa mới diễn ra, và đây chính là lúc mà chúng ta có thể đặt cái lệnh buy, cái điểm entry ở mức giá là 9.160 đô sau khi có cái tín hiệu của cái sự giao cắt, và mình đặt stop loss ngay dưới chân nến đó, tức là vùng 9.000 đô, và take profit ở cái đường kháng cự trên khung thời gian lớn hơn, là vùng tức là vùng từ 10.300 đến vùng 10.400. Hoặc là những ai mà có thể chấp nhận rủi ro lớn hơn thì với trường hợp này các bạn có thể đặt cái mức take profit nó cao hơn một chút nữa. Và như chúng ta quan sát thấy, đúng như những gì chúng ta dự đoán thì sau đó xu hướng giảm bắt đầu yếu dần và nhường chỗ cho xu hướng tăng mạnh, và giá đã tăng lên vùng 11.200, vùng 11.300. Như vậy là với một cái lệnh buy vừa rồi thì mức take profit ở mức 10.300 đến 10.400 thì mình cũng đã có một cái lợi nhuận cho cái lệnh này là 14-15%. Tuy là chỉ ăn được nửa sóng nhưng mình nghĩ là cũng rất là ổn cho cái lệnh này rồi. Vừa rồi là có lẽ là các bạn cũng đã nắm được cái chiến lược giao dịch trong ngày hôm nay. Tuy nhiên thì để mà chi tiết hơn thì chúng ta sẽ cùng đi với nhau thêm một cái ví dụ nữa. Nhìn trên trạng màn hình thì điều đầu tiên chúng ta có thể dễ dàng xác định được đó chính là giá đang trong một xu hướng tăng với các đỉnh sau cao hơn đỉnh trước. Ngoài ra thì một điều mà chúng ta có thể quan sát được ở đây chính là một cái xu hướng tăng mạnh. Tuy nhiên thì tiếp tục quan sát với chỉ báo RSI thì ngược lại với xu hướng của giá thì chỉ báo RSI cho chúng ta thấy chỉ báo RSI đang giảm dần và các đỉnh sau thấp hơn đỉnh trước. Chúng ta thấy rằng là tại đây thì đang có sự xuất hiện của hiện tượng phân kỳ dương trên RSI. Tuy nhiên thì điều này chỉ xác nhận rằng là xu hướng tăng của giá đang yếu đi, chứ không thể khẳng định ngay là giá sẽ đảo chiều sau đó. Có thể đây chỉ là một cái cú hồi nhẹ, hoặc là cũng có thể là giá sẽ đi vào trạng thái sideways. Để mà tăng độ tin cậy của dự đoán thì chúng ta cần chờ cái sự xác nhận từ hai đường Tenkan-sen và Kijun-sen. Sự giao nhau của hai đường này sẽ cho chúng ta cái tín hiệu vào lệnh. Vào thời điểm này thì ngay sau khi đường Tenkan và đường Kijun gặp nhau thì chúng ta có thể đặt bán ngay nếu như đang hold, hoặc là đặt lệnh short theo phương pháp nếu như các bạn đang chơi emergent. Trong trường hợp này thì nếu vào lệnh khi mà hai đường này gặp nhau thì điểm entry sẽ ở mức là 3.5 đô la. Và đối với lệnh short thì chúng ta sẽ đặt stop loss ngay phía trên đỉnh của nến đó, tức là vùng 3.8 đô, và đặt take profit ở cái vùng hỗ trợ phía dưới quanh vùng giá 2.1 đô. Và các bạn hãy quan sát cái diễn biến tiếp theo của giá. Ngay sau khi có cái tín hiệu giao cắt của hai đường Tenkan-sen và Kijun-sen thì giá có một cú giảm sâu xuống vùng 1.9 đô với một cây nến đỏ dài đâm thủng vùng hỗ trợ trước đó. Với cái lệnh sell thì chúng ta đã tránh được một khoản thua lỗ không hề nhỏ. Còn đối với lệnh short thì chúng ta đã đem về một cái lợi nhuận rất là lớn, lên đến gần 40%. Thông thường thì Ichimoku thường được sử dụng trên những khung thời gian như là D1 trở lên, vì bản chất công cụ này là công cụ dự đoán xu hướng của giá. Tuy nhiên thì không phải chúng ta không thể trade trên những khung thời gian nhỏ hơn D1. Mình sẽ lấy hơn một cái ví dụ khác để mà chứng minh điều này cho các bạn. Nhìn vào chart đồ thị ở trên đồng XRP trên màn hình, chúng ta có thể thấy là trong ngắn hạn giá đang có xu hướng giảm bởi các đáy sau được tạo ra thấp hơn đáy trước. Tuy nhiên thì quan sát trên chỉ báo RSI, chúng ta thấy rằng là chỉ báo này đang có xu hướng tăng và các đáy sau cao hơn đáy trước. Điều trái ngược này cho chúng ta biết rằng là chỉ báo RSI đang không đồng nhất với tín hiệu xu hướng giá, và đây chính là cái tín hiệu phân kỳ. Tuy nhiên thì điều này cũng vẫn chưa đủ độ tin cậy để khẳng định giá sẽ đảo chiều tăng trong cái thời gian tới. Chờ đợi khi mà đường Tenkan-sen và Kijun-sen giao nhau thì chúng ta sẽ đủ cơ sở để đặt niềm tin vào cái tín hiệu đảo chiều và thực hiện ngay cái lệnh buy. Mình sẽ vào lệnh vào cái thời điểm mà hai đường này gặp nhau với điểm entry ở mức là 0.1956 đô la, đặt stop loss ngay dưới chân cây nến đó, tức là vùng 0.1195 đô la, và take profit dựa vào cái đường kháng cự được xác định ở cái khung thời gian lớn hơn, và đó là vùng 0.20525 đô la. Hoặc là để tối ưu của lệnh của mình thì chúng ta có thể dùng phương pháp trailing stop như mình đã chia sẻ ở video trước. Và chúng ta có thể thấy được là sau cái thời điểm đó thì giá bắt đầu nhảy vọt lên vùng 0.211 đô la. Lệnh này có một cái khoản lãi lên tới gần 8%. Nếu chúng ta sử dụng trailing stop hoặc đòn bẩy gia tăng sức mua thì khoản lợi nhuận còn có thể lớn hơn đáng kể, rất có thể là 80% hoặc đến hơn 100% tùy thuộc vào đòn bẩy mà các bạn sử dụng. Ok, đó là tất cả những cái thông tin mà mình muốn chia sẻ với các bạn ở trong cái video ngày hôm nay. Thì hy vọng là video sẽ giúp cho các bạn có được một cái chiến thuật giao dịch hợp lý. Thì về cơ bản ý, thì cái sự kết hợp này
nó dựa trên những cái công cụ thành phần. Thế nên là để mà có thể sử dụng được cái chiến thuật này thì các bạn sẽ cần phải nắm rất chắc về Ichimoku cũng như là rất chắc về RSI thì các bạn mới nên sử dụng. Nếu như các bạn chưa nắm được những cái thông tin này, các bạn nên xem lại những cái video riêng của mình chia sẻ những kiến thức về Ichimoku cũng như là chia sẻ những kiến thức về RSI. Các bạn nên xem những cái video đó trước để các bạn hiểu xem là hai cái công cụ này nó bản chất nó như thế nào, thì các bạn mới kết hợp lại thì với nhau thì các bạn mới có thể giao dịch được một cách hiệu quả được. Và tất nhiên là không có một cái chiến thuật nào là sẽ có thể có cái xác suất giao dịch là 100%, thế nên nó cũng sẽ cần thời gian, kinh nghiệm của các bạn phải thử nghiệm nhiều lần thì các bạn mới rút ra được những cái kinh nghiệm cho bản thân mình, và qua đó thì các bạn có thể ứng dụng được một cách tốt nhất. Ok, cảm ơn mọi người đã lắng nghe video ngày hôm nay, và trong thời gian tới mình sẽ tiếp tục chia sẻ cho mọi người những cái chiến thuật, những cái công cụ chỉ báo mình cho rằng là hiệu quả. Thì mình hy vọng là các bạn trong những cái chiến thuật này các bạn sẽ chọn cho mình được một hoặc là hai cái chiến thuật mà phù hợp với cái khả năng cũng như là cái số vốn cũng như là cái thời gian mà các bạn giao dịch, đúng không ạ? Cảm ơn mọi người đã lắng nghe và hẹn gặp lại mọi người các video sau. Xin chào.